Thế thì để mà vẽ tranh với AI thì tại sao Huy không nói là gì ạ? Dạy về Midjourney. Mặc dù là Midjourney nó là một cái ngành, một cái AI mà chính để vẽ tranh, nhưng tại sao Huy không nói là dạy về Midjourney? Bởi vì sao ạ? Midjourney nó chỉ là một trong số các cái con AI để vẽ tranh mà thôi. Tuy nhiên nó đang là cái con hot nhất, vẽ đẹp nhất, hay nhất, nhanh nhất, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Là chúng ta học con này, sau đó từ con này rồi chúng ta gì ạ? Đi sang những con khác. Con này dễ vẽ hơn con khác anh chị em ạ. Dễ hơn. Đấy. À, những cái con khác thì có thể nó cũng dễ nhưng mà nó lại không đẹp bằng. Đấy. Cái con mà khó thì mình lại khó là khó sử dụng. Đấy. Cho nên là gì ạ? Là đấy là lý do tại sao Huy hướng dẫn anh chị em sử dụng đầu tiên con AI đầu tiên để mà vẽ. Có khoảng hơn 10 con AI khác nhau nên anh chị em nhé. Hơn 10 con AI khác nhau để có thể chuyển từ text sang image. Đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay Huy hướng dẫn anh chị em là Midjourney trước. Anh chị em cứ làm thành thạo Midjourney đi thì là anh chị em đã có thể là gì ạ? Rất là dễ dàng để tiếp cận những cái con khác. Đúng không ạ? Giống như là mình lập trình ấy, mình học được cái C cộng cộng hoặc là Basic thôi, hoặc là Python thôi thì mình đã có thể là gì ạ? Học được rất nhiều các ngôn ngữ khác, nó rất là dễ. Rồi. Thế thì đầu tiên mình mới hỏi là Midjourney là gì, đúng không ạ? Thì Midjourney nó là một cái hệ thống AI đấy, cho phép cái người sử dụng ấy là nhập vào cái ý tưởng của mình bằng text, sau đó nó sẽ tự động suy nghĩ để chuyển ra thành hình ảnh, được chưa? Đấy, biến từ gì ạ? Biến từ câu lệnh thành hình ảnh. Đấy. Và chúng ta là những người không biết vẽ, không giỏi vẽ thì vẫn có thể tạo ra những bức tranh vô cùng là sống động, vô cùng là thú vị, được chưa? Đó. Cho nên đây nó là một kho tàng nghệ thuật mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải khai thác, cần phải tận dụng. Đấy, thì chúng ta có thể xem một số cái ví dụ nhỏ nhỏ để chúng ta có cái cảm hứng hơn. Đấy, có thể là anh chị em biết, anh chị em chưa biết nhưng mà mình cũng giới thiệu qua một chút. Đấy, đây là những cái bức tranh đã được người dùng sử dụng để vẽ bằng Midjourney. Anh chị em thấy không ạ? Chỉ bằng một số câu lệnh thôi, họ có thể vẽ ra những bức tranh mà những họa sĩ có thể mất cả tháng trời, mất cả tuần trời, mất cả ngày trời chưa chắc đã vẽ xong. Đúng không ạ? Đấy, nó còn ý tưởng, nó còn vẽ, nó còn sai, nó còn sửa. Đấy, rồi những người mà làm thiết kế đồ họa thì có khi cũng phải mất rất nhiều thời gian thì để vẽ được một bức tranh như này. Nhưng mà với Midjourney thì sao ạ? Chỉ cần vài câu lệnh và khoảng độ đâu đó 30 giây. Khoảng độ 30 giây vẽ được một bức tranh như này, anh chị em nghĩ tưởng tượng kinh khủng không ạ? Khoảng 30 giây thôi là ra một bức tranh như này. Đấy, từ ý tưởng cho đến hình ảnh, màu sắc, phối màu, ánh sáng, đấy, tất cả mọi thứ. Mà không chỉ như thế mà nó còn vẽ được rất nhiều các cái trường phái khác nhau. Rất nhiều trường phái khác nhau, rất nhiều phong cách khác nhau. Đấy. Anh chị em thấy rằng đây có phải là một kho tàng nghệ thuật. Và điều đặc biệt là tất cả những cái ảnh này ấy, thì nó là ảnh miễn phí. Tức là ảnh không có bản quyền, không ai xác nhận được bản quyền. Cho nên là nó ảnh không có bản quyền. Cho nên là mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái ảnh này đưa vào trong những cái minh họa về sách này, hoặc là những cái về ấn phẩm truyền thông của mình mà không sợ bị ai đó là gì ạ? Là thắc mắc là hay là kiện cáo. Đấy, anh chị em thấy những cái ý tưởng này hay không ạ? Đấy, một phi hành gia nhưng mà lại ngồi ở trên ngọn núi này. Đấy, mà lại gì ạ? Cây leo lên người như này. Anh chị em thấy không ạ? Để mà bình thường một họa sĩ có một cái ý tưởng nó độc đáo như này, nó không hề dễ một chút nào cả, đúng không ạ? Nhưng với Midjourney thì nó sao ạ? Nó chỉ bằng vài câu lệnh thôi, vô cùng đơn giản, được chưa ạ? Đó. Ok, thì đấy là cái sơ bộ nhất để chúng ta hiểu về Midjourney là gì, được chưa ạ? Rồi, sau đó thì chúng ta cũng nên biết về cái người đứng sau Midjourney là ai, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đấy, khi mà chúng ta được sử dụng cái sản phẩm nào đó, kể cả miễn phí hay là có phí, thì chúng ta nên gì ạ? Nên thể hiện cái sự trân trọng và cái gì ạ? Cái lòng biết ơn với những người mà họ đã bỏ công sức rồi tâm huyết để làm ra cái sản phẩm mà ngày hôm nay chúng ta được sử dụng. Thế vậy. Thì giám đốc điều hành của Midjourney là ông David Hall, là người đồng sáng lập của Leap Motion, cũng là một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Hàng không Vũ trụ NASA. Đấy. Và đây là một loạt những cái tên tuổi đã được gì ạ? Đã được thông báo ở trên cái trang chủ của Midjourney. Đó, thì anh chị em chúng ta có thể xem biết thêm. Thì cái cách mà con AI này nó vẽ tranh như thế nào anh chị em? Đó. Thì từ những cái dòng lệnh như vậy
thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ liên kết các cái dòng lệnh với nhau, và các cái dòng lệnh này nó sẽ liên kết với các cái hình ảnh khác nhau đấy, và nó được đào tạo bởi vô số những cái hình ảnh cộng với các cái từ khóa. Nhớ này, hình ảnh là phải kết hợp với từ khóa anh chị em nhé, thì nó mới tạo ra được. Và cái chế độ là deep learning thì nó có thể tìm ra cái gì ạ? Những cái thứ liên quan đến cái từ khóa mình đưa vào. Mình nói ví dụ như là gì ạ? Một quả chuối. Thì một quả chuối thì nó có thể liên quan đến gì ạ? Liên quan đến màu vàng, có thể liên quan đến gì ạ? Đến cây chuối, có thể liên quan đến tàu lá xanh, liên quan đến là gì ạ? Là một cái nải gồm nhiều nhiều quả. Đấy, nó liên quan đến con khỉ. Rồi con khỉ thì lại liên quan đến cái gì? Đấy, tức là nó cứ đào sâu đào sâu đào sâu tiếp tục như vậy. Đó, thì đấy là cách mà deep learning nó học, và nó được đào tạo với hàng tỷ cái tham số khác nhau, cho nên nó trở nên thông minh hơn, nó hiểu được mọi thứ là nhờ cái việc đó. Đấy chưa ạ? Thế có một câu hỏi rằng là gì ạ? Liệu Midjourney có thể thay thế được các họa sĩ hay không? Thì xin thưa với anh chị em là gì ạ? Huy luôn luôn nói rồi, đó là gì ạ? ChatGPT hay là Midjourney hay là tất cả con AI nào thì cũng không thể thay thế được con người, đúng không ạ? Không thể thay thế được các họa sĩ hay là các kiến trúc sư hay là các cái người viết truyện. Tại sao ạ? Bởi vì nó chỉ là một công cụ để giúp chúng ta nhanh chóng để đạt được cái điều mình mong muốn à mà thôi. Và cái keyword ở đây đó là gì ạ? Điều mà mình mong muốn. Như vậy là gì ạ? Trước khi mà chúng ta vẽ tranh hoặc trước khi mà chúng ta viết xuống cái câu lệnh là chúng ta đã biết là chúng ta muốn gì rồi. Đúng không anh em? Tại sao khi mà nó đưa ra bức tranh và mình bảo ôi đẹp thế, tức là trong đầu mình đã hình dung thế nào là đẹp, thế nào là không đẹp rồi, đúng không ạ? Nếu mà nó ra một cái gì tay chân lung qua lung tung thì mình bảo sao ạ? Thằng này không đẹp. Mặt mũi lung tung thì sao ạ? Mình bảo là không đẹp. Như vậy là mình biết thế nào là đẹp, nhưng mà để mà mình hình dung nó ra một cách rõ ràng, hoặc là mình viết ra một cách đầy đủ, hoặc là mình thể hiện ra được, thì nó lại gì ạ? Nó lại quá khó với mình, đúng chưa? Đấy, đấy. Thế là gì ạ? Mình phải là cái người là có trình độ, ok không ạ? Đấy, cho nên là Midjourney nó chỉ là công cụ thôi. Đấy, nó giúp một cái người mà chỉnh sửa Photoshop gọi là chuyên nghiệp 1 giờ để chỉnh sửa, thì thằng này nó chỉ mất cái gì ạ? Mất vài giây, đúng không ạ? Vài giây để bắt đầu có thể làm được cái điều đó.